Vô lại, buông ra. Cô của ta ơi, chẳng phải là cô rất thông minh sao? Sao bị ta lừa được vậy? Nhà đầu lừa đảo, còn trẻ mà đã ngang tàng vậy rồi, chắc chắn không ai chịu cưới. Để lát nữa ta cạo đầu cho cô, đưa cô tới Amnico làm ni cô cho xong. Sao hả? Tiểu Hồ Phỉ không phải là đệ tử của Thiết Hoa Hội sao? Ngươi không nhận ra Thiết Hoa Lệnh sao? Sao cô có Thiết Hoa Lệnh? Triệu Tam Gia cho ta. Ta thấy cô ăn cắp thì có. Ăn cắp, lệnh bài này là cô Triệu Tam Gia bảo quản. Người quá đề cao võ công của ta rồi đó. Cô là người của Thiết Hoa Hội, không nói ngươi biết. Sao ta chưa từng gặp cô? Ngươi à? Hội chúng của Thiết Hoa Hội có khắp thiên hạ, người nào ngươi cũng gặp hết thì đâu còn gì để nói. Nhân vật cấp cao như ta, không phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhìn thấy Thiết Hoa Lệnh như là gặp tổng đà chủ thân lâm. Tất cả đệ tử của Thiết Hoa Hội đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của người giữ lệnh bài. Người nhớ chứ? Đệ tử Thiết Hoa Hội Hồ Phỉ nghe lệnh. Tại sao ngươi không hành lễ? Ngươi không coi lệnh bài của Thiết Hoa Hội ra gì phải không? Ta không tin cô là đệ tử của Thiết Hoa Hội. Nếu ngươi cứ như vậy tức là tội ngỗ ngược. Đệ tử Thiết Hoa Hội Hồ Phỉ nghe lệnh. Đệ tử Hồ Phỉ nghe lệnh. Tới đây giải huyệt đạo cho ta. Thả ta ra. Uống. Lần này chúng ta có khi nào lại đi không công nữa không? Phụng Thi Nam có tới được không? Cũng chưa chắc. Tuy anh ta đã gặp phải cường địch, nhà cũng đã bị thiêu rụi, cả nhà đều bỏ trốn tránh nạn. Nhưng đại hội trưởng môn nhân thiên hạ ở phủ Phúc Đại Soái được tổ chức lớn như vậy, thân là trưởng môn của Ngũ Hổ Môn, chắc ông ta sẽ tới. Đi, hai vị quan gia. Không biết Phụng Thiên Nam hai người vừa nói, hắn thế nào rồi? Hắn đang ở đâu? Gia gia ngươi nói về Phụng Thiên Nam hay là Phụng Thiên Bắc thì có liên quan gì tới ngươi hả? Xem ra lỗ tai của hai vị có vấn đề. Ta hỏi lại lần nữa, Phụng Thiên Nam ở đâu? Chúng ta không biết tên tiểu tử này ở đâu ra. Nhìn hắn không hiền lành gì. Ta nghe nói Phụng Thiên Nam đã bị một tên tiểu tử nghèo đánh cho khuynh gia bại sản. Chúng ta hãy cẩn thận. Còn biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp là gì? Hai người không cần biết ta là gì. Chỉ cần nói cho ta biết Phụng Thiên Nam hiện đang ở đâu thì sẽ tha cho hai người một con đường sống. Người coi mình là đại gia thật hả? Đúng là đã ăn gan hùm mật gấu. Lúc nào cũng là người ta sợ chúng ta. Hôm nay đã để cho tên điêu dân này leo lên đầu chúng ta. Dù cho là Phụng Thiên Nam đã bại trong tay của tên tiểu tử này, nhưng chúng ta là ngự tiền thị vệ, không lẽ chúng ta sợ hắn? Xem ra hai vị không định nói cho ta biết hắn đang ở đâu, vậy thì xin đắc tội. Thiếu hiệp tha mạng, xin tha mạng. Bây giờ có thể cho biết Phụng Thiên Nam đang ở đâu rồi chứ hai vị quan gia? Chúng tôi thật tình không biết ông ta ở đâu. Nếu biết được thì nhất định sẽ bắt ông ta cho cậu. Đừng nhiều lời. Hai người đã làm khách ở nhà hắn mà không biết hắn đi đâu sao? Đây là lệnh của cấp trên, sai chúng tôi đi mời Phụng Thiên Nam tham gia đại hội trưởng môn nhân. Ông ta ra ngoài kiếm chuyện với cậu, sau đó về nhà lén thu dọn đồ đạc bỏ trốn từ cửa sau và còn chui từ lỗ chó nữa. Chúng tôi không thể đuổi kịp. Vừa nãy chúng tôi không biết nên đã đắc tội với cậu. Bây giờ đã lãnh giáo bản lĩnh của cậu, chúng tôi dám nói dối cậu sao? Ta tạm thời tin hai người. Vậy Phụng Thiên Nam có tới dự đại hội trưởng môn nhân hay không? Ông ta đã nhận thiệp mời của chúng tôi, chúng tôi không biết là ông ta có tới không nữa. Tứ tổng, đó là bạch mã của tứ tổng. Tứ tổng, Chut!
Khách quan, mời vào trong, mời vào trong. Mời khách quan ngồi. Khách quan muốn dùng gì? Một dĩa thịt bò, một bình bạch can. Một dĩa thịt bò, một bình bạch can. Tiểu nhị, con bạch mã ở ngoài cửa là... Khách quan cũng thấy con bạch mã đó đẹp sao? Ta nói cho ngài biết, nếu ngài gặp chủ nhân của con bạch mã thì ngài sẽ thấy con bạch mã đó không đẹp bằng một hai phần của chủ nhân nó nữa. Cô nương trẻ tuổi đó đúng là một đại mỹ nhân. Chủ nhân của con ngựa là cô nương trẻ tuổi, không phải là một thiếu phụ hơn 30 tuổi sao? Là một cô nương trẻ tuổi. Cô ấy vừa trẻ vừa đẹp, da mặt vừa trắng mịn, đôi mắt phối với bộ y phục màu tím. Màu tím, cả người màu tím, như là tiểu tiên nữ hạ phàm vậy đó. Khách quan, cô tiểu tiên nữ đó ở trong quán trọ của chúng tôi. Nếu ngài ở trọ trong quán chúng tôi thì nhất định sẽ được mãn nhãn. Được rồi, hết chuyện rồi, ông làm việc đi. Hai vị tới ngay. Vậy không phải là tứ tẩu. Vậy là ai? Làm gì vậy? Tay nải của ta đâu? Tay nải gì? Vừa nãy không phải là ông. Vừa nãy... Khách quan, khách quan, ngài chưa trả tiền mà. Khách quan, mời vào trong. Từ đầu ta nên nghĩ ra, ta đuổi theo cô nương, nhưng cô cũng đang đuổi theo ta. Nếu muốn tìm được cô, thì chỉ đành ôm cây đợi thỏ, lấy tịnh chế động thôi. Roi pháp của cô nương quả là xuất thần nhập hóa. Nhưng ta và cô nương không hề quen biết nhau. Mong cô nương hãy trả lại tay nải cho ta. Tại hạ sẽ không tính nợ cũ. Tay nải gì? Ta chưa từng thấy, cũng không có lấy. Cô giả làm tiểu nhị lấy trộm tay nải của ta. Cô tưởng là ta không biết sao? Cô nương, nếu những việc mình đã làm mà không dám thừa nhận thì thật uổng cho cô võ nghệ cao cường. Cách kích tướng là ta đã lấy đó. Người có thể làm được gì ta? Cô... Được thôi, vậy thì tại hạ xin đắc tội. Phục chưa? Hồ Phỉ, ngươi giỏi lắm. Ngươi quả như là xảo quyệt như hồ ly. Làm sao ngươi biết tên của ta? Rốt cuộc cô là ai? Cô trộm bạch mã của ai? Trộm gì chứ? Là Triệu Bán Sơn, Triệu Tam Gia đã năn nỉ ta cả ngày ta mới chịu cưỡi đó. Cô còn nói nhảm nữa thì coi chừng cái mạng của cô. Phải, mạng của ta đang nằm ở trong tay ngươi. Nhưng còn mạng của ngươi đã nằm trong tay ta rồi. Cô muốn gì? Ta đâu có muốn gì. Hmm.
Người thông thường uống nhuyễn cốt tán của ta, đi được vài bước là đã nằm bất động. Không ngờ huynh có thể đuổi theo ta nửa vòng thành và còn đánh được mấy hiệp nữa. Người giỏi lắm, bội phục. Hồ ly gì chứ, là con bò thì có. Thì ra là khách điếm ngày hôm qua. Tiểu thiếu gia, tối qua ngủ ngon không? Tiểu thiếu gia gì? À phải rồi, tối qua ai đã đưa ta tới đây vậy? Tiểu thiếu gia, cô của ngài về ta chuyển lời là ngài hãy ngoan ngoãn theo ta ra ngoài chơi. Còn nói là ngài không được nghịch ngợm như hôm qua. Cô của ngài còn nói là ngài phải nghe lời người lớn. Đây là tiền tiêu vặt cô ngài đưa cho ta, để ta mua kẹo cho ngài ăn. Tiểu thiếu gia, ta không phải là tiểu thiếu gia gì đó. Ông đừng có đi theo ta. Tiểu thiếu gia, cô của ngài đã căn dặn là phải theo sát ngài. Ta không có cô. Tiểu thiếu gia, cô của ngài còn nói là không được để ngài chạy lung tung. Tiểu thiếu gia, ông im miệng lại được không? Tiểu thiếu gia tha mạng. Chẳng qua tiểu nhân đã nhận tiền của cô ngài nên phải đi theo ngài thôi. Cô ta cho ông bao nhiêu tiền? 5 lượng. 5 lượng. Tiểu thiếu gia, võ công của cô ngài rất lợi hại. Nếu ta không làm theo lời cô ấy thì tiểu nhân sẽ không sống nổi qua tối nay đâu. Ông có thấy cô ta lấy ngân lượng từ đâu hay không? Có. Lấy từ một cái tay nải màu nâu lớn cỡ này. Còn lấy ngân lượng của mình nữa. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, không được đi theo ta, biết chưa? Lão bá, hôm nay Thành Hoành Dương xảy ra chuyện gì vậy? Chắc cậu không phải là người ở đây cho nên mới không biết. Hôm qua con mới tới đây. Hèn chi là vậy. Ta thấy cậu cũng là nhân sĩ giang hồ, không nên bỏ lỡ chuyện này. Phía trước không xa có Phong Diệp Trang, trang chủ Vạn Lão Quyền Sư vừa mới qua đời. Hôm nay là đầu thất của ông ấy. Vạn Lão Huyền Sư là trưởng môn nhân của Vi Đào Môn. Ông ấy qua đời, ba người đồ đệ của ông ấy hôm nay tỉ võ để tranh chức trưởng môn, để mọi người kéo nhau tới xem đó. Thì ra là vậy, đa tạ lão bá. Không có gì. Biết đâu chừng cô ta cũng sẽ tới đó. Đạo pháp của Vị Đạo Môn đâu có khó coi như vậy. Thật là mất mặt. Hay quá, hay quá. Lục hợp đạo pháp của Vị Đạo Môn tinh diệu trong 4 chữ: hư thực xảo đả. Vừa nãy hai người ta chém người, người chém ta, không khác gì mấy tên lưu manh đang đánh nhau. Thật là khó coi. Cho hỏi cô nương nhận lệnh của vị tiền bối nào đến đây? Đến đây có điều chi chỉ giáo? Ta có mối thâm giao với Vị Đà Môn, đáng lẽ ta không muốn ra mặt đâu, nhưng thấy hậu bối các ngươi yếu kém như vậy, ta phải ra mặt nói vài câu. Vị cô nương đây chắc không phải tới kiếm chuyện đúng không? Ta hỏi ngươi, hôm nay là Vị Đà Môn chọn trưởng môn mới có đúng không? Đúng vậy.
Cũng tức là chỉ cần trong bổn môn ai có võ công cao nhất thì sẽ được làm trưởng môn đúng không? Hôm nay ta muốn làm trưởng môn nhân. Xem ra cô nương cũng biết võ công của Vi Đà Môn. Ta thấy hay là vậy. Để ba huynh đệ họ phân thắng thua trước. Người nào thắng sẽ tỉ thí với cô nương, được không? Không cần. Ba người cùng lên đi. Đại sư huynh, để thấy huynh nên giải quyết người đàn bà điên này đi. Được. Dở quá, đánh không lại một cô nương. Sao hả? Còn đánh nữa hay không? Xem cô có biết Vi Đà thương hay không? Thấy cách ngươi cầm thương là biết ngươi không tập luyện đàng hoàng rồi. Cô nương này quả là biết võ công của Vi Đà Môn. Ta ghét nhất bị người ta đánh lén. Hay quá. Cô nương áp đảo quần hùng. Ta nghĩ là vạn lão huyền sư có sống lại cũng chưa chắc có được công lực như vậy. Tại hạ bái phục. Hôm nay cô nương kế nhiệm chức trưởng môn, sau này Vi Đà Môn chắc chắn sẽ được hưng vượng. Thật là chuyện đáng vui đáng mừng. Nhưng vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương. Ta họ Viên, tên Tử Y. Hóa ra là Viên Tử Y, Viên cô nương. Mọi người nghe rõ đi, từ nay Viên cô nương chính là trưởng môn tân nhiệm của Vi Đà Môn. Khoan đã. Vạn Hạc Thanh ơi Vạn Hạc Thanh, người ta nói dù đệ có sống lại cũng không đánh lại cô nương trẻ đẹp này. Đây đúng là giai nhân xuất thiếu niên, mỹ miều chỉ dành cho người trẻ. Ông không phục à? Cô nương, Vi Đà Môn không thù không oán với cô, tại sao cô lại tới đây gây chuyện? Ông cũng đâu phải người trong bổn môn. Họ tên của ông là gì? Nếu ta không phải là đệ tử của Vi Đà Môn thì sao có thể cùng Vạn Hạc Thanh hợp thành Vi Đà Sông Hạc? Ta chính là sư bá của ba tên đệ tử bất hiếu này, Lưu Hạc Chân. Cái gì mà Sông Hạc Sông Áp ta chưa từng nghe. Ông cũng muốn làm trưởng môn đúng không? Ta là sư huynh của Vạn Hạc Thanh. Nếu ta muốn làm trưởng môn thì năm xưa đã làm rồi, đâu có tới lượt đệ ấy. Nói không biết ngượng. Xin các vị hãy nghe tại hạ nói một câu. Thứ nhất, trưởng môn của Vi Đà Môn phải do đệ tử bổn môn đảm nhiệm. Thứ hai, Vi Đà Môn vốn có môn quy là bất kể ai làm trưởng môn cũng không được kết giao quyền quý, dựa dẫm người có quyền thế. Chúng tôi là những người luyện võ thô lỗ, sao có thể kết bằng hữu với quan lão gia được. Thứ ba, chọn trưởng môn bằng võ công là điều không hợp lý. Bất kể học văn hay học võ đều đặt nhân phẩm lên hàng đầu. Nếu như có kẻ tiểu nhân bỉ ổi võ công cao cường, mọi người cũng tiến cử hắn làm trưởng môn sao? Ta không nghe theo cả ba điều đó của ông. Ông làm được gì ta? Vậy thì chỉ đành liều cái mạng già này chống trả quyền cướp của cô nương thôi. Vậy ông muốn tỉ thí cái gì? Cô đã tự xưng mình là đệ tử của Vi Đà Môn. Chúng ta hãy tỉ thí trấn môn chi bảo của bổn môn. Cô thấy sao? Trấn môn chi bảo là gì? Ngay cả trấn môn chi bảo của bổn môn mà cô cũng không biết. Vậy mà muốn làm trưởng môn. Võ công bổn môn Bát Đại Tinh Thâm, luyện tới cảnh giới cao nhất, đánh đại một chiêu thức cũng có thể độc bá võ lâm. Lục hợp thương, lục hợp đao đều là bổn môn chi bảo. Miệng lưỡi của cô rất sắc bén. Trấn môn chi bảo của bổn môn chính là Thiên Can Mai Hoa Trang. Cô đã luyện chưa? Mai Hoa Trang cũng được gọi là bổn môn chi bảo sao? Chim đao trận, mai hoa trang gì đó đều là những trò lừa gạt người ta thôi. Nhưng nếu ta không tỉ thí với ông thì chắc chắn ông sẽ không phục.
Được thôi, Mai Hoa Trang ở đâu? Đây chính là trấn môn chi bảo của Vi Đà Môn đó. Thiên Can Mai Hoa Trang giới hạn trong một nén nhang. Người nào lấy được nhiều chén hơn là thắng, người nào chân chạm đất là thua. Bắt đầu. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Hai người đều có võ công cao cường. Xấu xa. Có giỏi thì đi theo ta. Tên tiểu tặc. Tên tiểu tặc, để ta bắt được nhất định đánh ngươi thành đầu heo. Trả ngựa lại cho ta, nếu ta không trả thì sao? Buông tay. Ngừng lại. Buông tay đi. Người cho ngựa ngừng lại, ta sẽ buông tay.
Mau buông tay, ngừng lại. Vô lại, buông ra. Cô của ta ơi, chẳng phải là cô rất thông minh sao? Sao bị ta lừa được vậy? Nhà đầu lừa đảo, còn trẻ mà đã ngang tàng vậy rồi, chắc chắn không ai chịu cưới. Để lát nữa ta cạo đầu cho cô, đưa cô tới Amnico làm ni cô cho xong. Sao hả? Tiểu Hồ Phỉ không phải là đệ tử của Thiết Hoa hội sao? Ngươi không nhận ra Thiết Hoa lệnh sao? Sao cô có Thiết Hoa lệnh? Triệu Tam gia cho ta. Ta thấy cô ăn cắp thì có. Ăn cắp, lệnh bài này là cô Triệu Tam gia bảo quản. Người quá đề cao võ công của ta rồi đó. Cô là người của Thiết Hoa hội, không nói ngươi biết. Sao ta chưa từng gặp cô? Ngươi à? Hội chúng của Thiết Hoa hội có khắp thiên hạ, người nào ngươi cũng gặp hết thì đâu còn gì để nói. Nhân vật cấp cao như ta, không phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhìn thấy Thiết Hoa lệnh như là gặp tổng đà chủ thân lâm. Tất cả đệ tử của Thiết Hoa hội đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của người giữ lệnh bài. Người nhớ chứ? Đệ tử Thiết Hoa hội Hồ Phỉ nghe lệnh. Tại sao ngươi không hành lễ? Ngươi không coi lệnh bài của Thiết Hoa hội ra gì phải không? Ta không tin cô là đệ tử của Thiết Hoa hội. Nếu ngươi cứ như vậy tức là tội ngỗ ngược. Đệ tử Thiết Hoa hội Hồ Phỉ nghe lệnh. Đệ tử Hồ Phỉ nghe lệnh. Tới đây giải huyệt đạo cho ta, thả ta ra. Vật quý trọng như vậy ngươi được sờ sao? Không biết lớn nhỏ. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tùy tùng của ta, giặt đồ, chà rửa, mau xí, lau bàn ghế, lau nhà. Tại sao phải... Rốt cuộc thì cô muốn ta làm gì? Tại sao ta phải làm tùy tùng của cô? Nghe lời cô sai khiến. Cũng không có gì, chỉ là muốn ngươi đi theo ta, đoạt chức vị trưởng môn của 30 môn phái. Sau đó đi tham dự đại hội trưởng môn nhân. Tại sao cô phải đoạt 30 chức vị trưởng môn? Chỉ vì chơi cho vui sao? Bổn cô nương là người làm đại sự, cơ mật trong hội sao có thể nói cho ngươi biết? Ta không tin tổng đà chủ giao việc quan trọng như vậy cho cô làm. Bây giờ không tới lượt ngươi tin hay không? Đây là gì? Lệnh bài của Thiết Hoa hội. Nói chung là mai mốt ta kêu ngươi làm gì ngươi cứ làm theo. Cứ lải nhải phiền muốn chết đi. Tất cả những việc hôm nay cô làm đã làm trái quy tắc của Thiết Hoa hội. Bây giờ còn bắt ta làm những việc khó hiểu. Tài hạ không thể nào nghe theo lệnh được. Được thôi. Bây giờ ai không làm theo quy tắc? Trộm cắp. Cô đã trộm tay nải của ta. Trộm cắp có nghĩa là vì lợi ích của bản thân. Ngươi nhìn lại trong tay nải của mình, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên. Ta còn có lòng tốt giúp ngươi lấy tiền để trả cho tiểu nhị, trả tiền phòng và tiền rượu cho ngươi nữa. Trộm cắp sao? Ở đâu ra lý lẽ như cô chứ? Còn nữa, cô đã ám toán ta. Cô bỏ nhuyễn cốt tán vào rượu của ta. Cái gọi là ám toán tức là dùng cách thấp hèn hạ độc thủ người ta. Giờ trên người của ngươi có chỗ nào bị thương không? Bị mất tay mất chân hả? Không còn gì nói đúng không? Lát nữa vào trong thành,
Ta muốn nghỉ ngơi một lát, ta muốn ngủ dậy, có đồ ăn, đồ uống, phải thật ngon lành. Bằng không, ta sẽ phạt ngươi, phải trồng cây chuối đó. Chưa hết đâu, mua ít yên chi cho ta. Ta muốn thứ đắt tiền. Còn nữa, ngươi phải dắt ngựa cho ta. Ngựa của ta không biết đường đâu. Nhân vật cấp cao như cô cưỡi ngựa theo ta là được rồi. Không phục hả? Ngựa ơi ngựa, có người tùy tùng nào mà đi trước mặt chủ không hả ngựa? Đi mau.